BBTV. Các bạn ơi, các bạn. Có tí nốt này. Tí nốt à? Ra đây, ra đây nhanh nào. Các bạn có tí nốt đấy. Tí nốt gì wow. Đấy? Tí nốt. Hôm nay chúng mình sẽ làm một video về chủ đề trung thu. Trung thu. Wow. Wow. Tớ. Các bạn cứ bình tĩnh nha nào. Ở đây mình đã chuẩn bị 4 quả trứng. Trong mỗi quả trứng đều có mệnh giá tiền khác nhau. Các bạn hãy chọn cho mình mỗi người một quả trứng đi nào. Để tớ chọn trước. Ừ, chọn đi. Tớ chọn quả to nhất. Đến tớ. Đến tớ, đến tớ. Wow, được 50.000 rồi. Yeah, tớ chọn quả trứng ạ. Yeah. Wow. 50.000 đó. Còn bạn nào với bạn Tuyết? Đâu? 2, 3. Wow, đến tớ, có khi 500.000 đấy. Wow, 200.000 thì mình sẽ có được rất nhiều thứ. Nhưng mà có 200.000 nhiều hơn bạn nào với bạn rồi. Thế của tớ có 50.000 thì mua được gì nhỉ? Ai bảo chọn chưa? Rồi, tớ cũng được 100.000. Nào các bạn, bây giờ chúng mình sẽ dùng số tiền mà các bạn bác bốc thăm được nhá. Lên phố mua những món đồ chơi trung thu mà các bạn thích. Wow. Ok chưa? Ok. Các bạn không được bỏ tiền túi của mình ra để mua đâu nhá. Ok. Sau khi mua xong về chúng ta sẽ tập hợp tại nhà để xem ai mua được nhiều đồ trung thu nhất và đẹp nhất nhá. Ok. Nhưng mà phải đợi bọn mình đi chuẩn bị túi đã để còn đựng đồ. Ok. Thế là chúng mình đã có mặt tại phố Hàng Mã rồi. Nơi đây có rất là nhiều đồ trung thu luôn. Như các bạn có thể thấy đằng sau đấy. Nào là đèn lồng này, cá này. Nhiều thứ lắm. Bây giờ chúng mình đi mua đi. Ok. Đi thế. Chào cô ạ. Mua cho cô mở hàng cô nhá. Vâng, tôm xinh quá. Rất đẹp con ơi. Bà bảo lại. Dạ, nó không thích màu em nhá nhỉ. Thì con mấy cái này không đẹp, còn ông tất cả những này đều có đèn, rất là thích yêu này. Mà người lớn với con đội rất là đẹp. Cho con thử xem. Wow, có đèn luôn. Đẹp lắm. Màu xanh, màu hồng, màu hồng. Đẹp lắm rồi Tuyết ạ. Đẹp xinh không? Xinh xinh. Mua đi. Xinh thế là chương trình của mình ạ. Đấy cô nhận ra đấy nhá. Màu nào đẹp? Mua cho cô đánh hàng luôn. Lấy màu trắng đi, màu trắng đẹp hơn. Trắng à? Một chiếc này bao nhiêu hả cô? 40.000 một chiếc hả? Lấy một chiếc nhá. Ok. Đây. Vì mình có 200.000 cơ mà. Được 200.000 thoải mái. Cháu gửi cô ạ. À. Đeo luôn. Đây. Xem còn món đồ chơi gì nữa không? Đây mình đang ngắm này. Đèn ông sao tí hơn. Trong kia rất là nhiều cái đồ luôn, đồ toàn đồ trung thu thôi. Đây này các bạn đây. Cháu xin ạ. À. Cảm ơn cô. Xem còn đồ gì nữa. Đây để mình ngắm đã. Mặt nạ này. Đấy à, không bảo. Cái bờ này bóp hay lắm, con có biết cái loại này không? Dạ. Mặt đẹp như sao con bóp bóp được. Ồ, là cái tai có thể dựng lên được đúng không ạ? Một chiếc này là bao nhiêu tiền ạ? Con này, cái này đi, cái này là 60. Ủa? 60.000 một chiếc mà mình chỉ có 200.000 thôi. Mình mà mua nhiều bờm quá là mình sẽ không mua được những đồ khác nữa đâu. À, vâng, nên cháu cảm ơn cô ạ. À. Mình đi test sang bên kia nhé. Ôi, mình thích cái đèn cá này. Chào chị ạ. À. Chị ơi, cái đèn lồng cá này bao nhiêu tiền ạ? 50.000 một chiếc ạ? À? Chị cho em một chiếc thôi ạ. À? Wow, nhiều lắm. Đèn lồng đẹp lắm. Mình đẹp. Mua cái đèn này chỉ với 50.000 thôi. Cái này còn như không có rồi. Cái này có đen đúng không ạ? Chúng mình đợi một tí để cô ấy cô lắp pin cho rồi à. Đèn lồng có đen thế mới đẹp. Ok. Đen một chiếc đèn lồng. Nhưng mà chị Tuyết mới tiêu hết có 90.000 thôi. Là còn, còn 101 có 101 nữa. Wow. Ok, mình sẽ đi xem là ở đây có cái gì thú vị mình mua tiếp. Ôi, ở đây có nhiều tòa hè đẹp quá. Em chào chị ạ. À, một bạn trâu. Ui, đôi dép này. Xinh quá. Ui, ở đây có một đàn gà nữa chứ. À,
đây là gà mẹ này. Đẹp wow, quá. Wow, có nhiều món đẹp cực kỳ luôn này. Đẹp nhờ. Ôi, có một đàn lợn nữa này. Chị ơi, đàn lợn này bao nhiêu tiền ạ? Con bán theo kiểu con nhỏ là 15.000, con lớn thì là 70.000 ạ. À đấy ạ. Thế bạn gà này? Bằng giá đàn lợn. Gà to cũng là 70.000 ạ? Gà to 70, gà nhỏ 15.000. Mình có 100.000, mình sẽ mua hai con đi. Ừ, mua hai con để dành tiền còn mua đồ khác nữa chứ. Bạn chọn con nào nào? Ê, cua này bao nhiêu chị ơi? Dạ. Cua? Cua này 35.000 chị ơi. 35.000. À. Mình thấy con cua này đẹp. Ừ. Thế còn ở ngoài này thì bao nhiêu ạ? Tùy từng giá sản phẩm hết. Cái con nào? Cái con nhỏ này là 25.000. 25.000. Còn mấy cái con không có lông này? Bằng gì đấy chị? Chất liệu của nó là bằng bột gạo nếp chị ạ. Bột gạo nếp à? À. An toàn tự nhiên. Vâng. 35.000 lận cua này. Mình thấy cái này rất là đẹp này. Hay mua cái này đi. Hay mua cái này nhở? Bạn Hà thấy đẹp không? Có, mình thấy đẹp đấy. Chị ơi, cái mâm này bao nhiêu ạ? Wow, đắt đấy. 100.000, mình chỉ có 100.000 thôi. Thôi. Thế thì bạn mua một con cua đi, mình thấy con cua đẹp này. Ừ, con cua đẹp này. Xong là mua một chú gà con nữa. Cái bạn này cũng 25.000 này. À, chị ơi đây là thổi được à? Không thổi được. À không thổi được. Mình sẽ mua một bạn cua và một bạn cá đi. Cua cá. Đâu để mình xem đây. Nào. Ôi, đẹp đấy. Xinh không? Có. Chị ơi, em lấy hai cái này ạ. Cua 35, cá 35. 70.000 rồi. Vậy còn 30.000 nữa thôi. Còn 30.000 nữa mình sẽ mua rất là nhiều. Không biết các bạn kia mua gì nhở? Tí nữa mình sẽ đi xem. Wow, trời Hà Nội hôm nay rất là đẹp luôn. Vào mùa thu này, trời mát này, không nắng nữa. Rất là thích. Vậy là mình vừa mới mua được hai món đồ bằng tò he này. Với giá là 70.000. Còn 30.000 nữa mình sẽ đi mua tiếp. À, ở đây có rất là nhiều đồng hồ. Đẹp đấy. Cô ơi, đồng hồ này bao nhiêu tiền ạ? 35.000 ạ? Đẹp lắm, nhưng mà 35.000. Còn 30.000 nữa thôi. Cô thiếu đúng 5.000 nữa. Thế thôi. Thiếu 5.000 nữa. Thôi, cháu cảm ơn cô ạ. Chào cô ạ. Về. Cô ơi, bờm này bao tiền ạ? 30.000 ạ? Đây, đứng đây lấy cái. Đang 30.000. Nhìn đẹp đấy. Đẹp không? Có. Ai đeo đây? Vâng ạ. Thế đèn lồng này mấy tiền ạ? À? Cũng 30.000. Thế đèn như này ạ? À? 15.000. Cho cháu một cái đèn này đi ạ. Cái này 30.000, đắt quá. Dạ. Nhưng mà kiểu cháu còn 30.000 nữa thôi nên là cháu muốn để dành tiền mua nhiều đồ hơn nữa. Đây. Rồi. Cháu gửi ạ. 15.000, mình vẫn còn 15.000 nữa. Dạ. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Đi mua tiếp thôi. Ok bạn Hùng. Sao hôm nay lên phố mà mặt buồn thiu vậy? Tớ có 50.000, tớ còn chưa biết mua gì đây này. Nhưng mà tớ nghĩ mình phải có thực thì mới bực được cái đầu. Trước tiên tớ sẽ đi mua đồ ăn đã. Ok, đi. Anh ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ? Thế cho em một lạng ạ. Bao nhiêu tiền một lạng bà Đúng? 20.000 đấy. Wow.
thế thôi ạ. Lấy một lạng thôi ạ. Đây để em gói ạ. Không, không còn gói ạ. Có để xiên không ạ? Có. Các bạn ơi, 20.000 đây. Bây giờ tớ sẽ còn 30.000, tớ sẽ đi mua đồ trung thu nhá. Ồ, nhìn ngon mà. Cho mình ăn với. Thôi, để tớ ăn thôi. Anh ơi, bóng bay bao nhiêu tiền một quả ạ? Em lấy con này đi. Em mua một quả thôi. Em gửi tiền anh ạ. Vâng, em cảm ơn ạ. Đi, đi. Thôi anh cho người mình lấy kết quả. Wow, đèn lồng đẹp quá nè. Anh ơi, em xem đèn lồng ạ. Wow. Em ơi, ai bán hàng đây nhở? Đèn lồng đẹp quá. Bao tiền một cái này em? Đây là 30.000 nhá. Cái này 30.000 à? 30.000 một cái. Ờ. Thế lấy cho chị hai cái đi. Mình lấy cho chị một cái màu hồng với lại một cái màu đỏ đi. Mình có nhiều tiền mà. Ôi em thấy con ngựa như đẹp hơn này. Con ngựa? Ừ. Con ngựa này. Ừ. Ờ thì lấy một con nữa. Wow. 20.000 à? Thế 20-80 rồi. Ừ, thế gói. Thêm con 100 luôn. Anh ơi, cho chị chụp điện. Thôi, chị chỉ lấy thế thôi. Để cho chị cài gói. Wow, bên này nhiều đồ đẹp quá. Cô ơi. Cô ơi, đây. Ô. Đấy. Bơm này đẹp ghê nhỉ. Wow, đẹp không bạn Thu Hào? Đó, đẹp lắm. Giống hoàn toàn khổng to. Wow, cái này đẹp này. À, bướm này đẹp này. Hai cái nhỏ, giống hẳn hai cái nhỏ. Còn để xem nào. To chưa lắp một cái nào. Cháu ơi, tiến lên trên kia đây. Cô ơi, đây chẳng hai cái này à? Ừ. Cái này mấy tiền hả cô? Một cái 30, cái 50. Một cái 30, một cái 50. Vẫn còn nhiều tiền, nên là có thoải mái vậy. Có cháu gửi tiền ạ. Cắm hai cái thôi. Cái đấy á, mua đi. Cái đấy 18.000. Cháu gửi tiền cô ạ. Con này bao nhiêu nhỉ? Con trắng nó 80 cô ạ. Đây là cái cọc 53 là 8 con ơi. Vâng ạ. Cho tít ạ. Ừ. Ơ, mà nhìn cái tóc giả này cũng hay đi. Lấy cái tóc giả đây. Vâng ạ, để sở thử. Màu này đẹp quá nhỉ, hợp với cái áo của mình. Đó hợp. Lấy á, có đến nơi hàng bao nhiêu tiền một kiểu này. Lấy nó có rồi. Đẹp không? Đẹp. Có. Sao lại cười vậy? Xinh thế mình mà. Mình buồn cười. Chào cảm ơn cô ạ. Các bạn ơi, với 200.000 thì mình mua được những món đồ đây này. Đẹp không? Hello! Hey. Wow! Các bạn mua được nhiều thế? Tất nhiên rồi! Các bạn mua xong chưa? Xong rồi! Ừ, xong rồi! Bây giờ chúng mình về nhà để xem thử ai mua được nhiều và đẹp hơn nhá! Ok! Các bạn ơi! Của tớ đây này. Mình có cái chiếc đèn lồng đá chất này mình rất là ưng luôn.
Yeah, về nhà rồi. Tin tin. Để đầu lên đây. Đấy. Nào, để ra đây. Nào, mọi người lấy đồ ra để mình kiểm tra xem ai mua được nhiều đồ đẹp nhất nào. Rồi, tớ xong rồi đây. Hey, của tớ cũng xong rồi. Của tớ nữa. Bây giờ kiểm tra xem nhá. Bây giờ mình tớ đầu tiên đi. Rồi, kiểm tra bạn nàng trước đi. Rồi, đầu tiên tớ mua được một bạn cá với một bạn cua này. Siêu tí hon. Wow. Rồi, tớ còn mua được một chiếc trống bé tí đi. 5.000 thôi. 5.000 á. Ôi, của tớ mua 10.000. Ơ, bà mua. Để gặp thì đắt hơn rồi nha. Rồi, tớ xem cái này nào. Tiếp theo là một chiếc đèn trung thu 10.000. Wow. 10.000. Siêu tí hon. Đúng rồi, toàn đồ bé. Còn đây con này. Bé nhưng mà đẹp. Đây. Này sao là tầm 30.000 à? Mấy? 30.000. 30.000 thì quá tiền rồi gì? 5.000 tới đây. 5.000 tất nhiên rồi. Đẹp thế. Rẻ thế nhở? Tớ á, còn thừa 10.000 thế này. Thừa hẳn 10.000 đấy. Wow. Con đến tớ, tớ mua được một chú gấu. Một cái này là 10.000, chú gấu là 20.000. Và còn hộp này nữa. Bao nhiêu tiền? Hôm nay mấy? 20.000. 20.000 một quả này á? Ôi, quả này ơi. Nhiều hơn nhưng mà tớ ăn hết rồi. Trời ơi. Đúng là tâm hồn ăn uống. Đúng rồi. Đến tớ. Tớ tuy chỉ có 200.000 thôi nhưng mà tớ mua được một chiếc bờm xinh nè. Rồi một chiếc kính cute và một đàn heo siêu đáng yêu. Làm bằng đất nặn đây. Ôi, đẹp thật này. Đấy, đáng yêu chung. Hơi bị nhiều đấy nhá. Không đáng yêu bằng của tớ đâu. Nhưng mà của tớ có một đàn cơ. Còn đây nữa là một chiếc đèn lồng cá chép. Đẹp thật đấy. Đẹp nhá. Đẹp không? Đẹp. Xem của bạn Lan nào. Của tớ á. Wow. Nhìn đi. Bạn Lan nhiều đó. Nhiều thế. 300.000 nó phải khác 50.000 chứ. Một con bướm phát sáng. Một chiếc mặt nạ vũ hội, đẹp không? Wow. Đẹp. Đây là một chiếc đèn lồng con ngựa này. Đèn lồng này. Màu đỏ này. Màu hồng này. Cái này á. Cái này một chiếc đèn. Bạn Lan mua nhiều đèn nhỉ? Đúng rồi, mình đang định làm đấy. Hello Kitty. Còn nữa. Còn cái bơm nữa nhỉ? Đúng rồi. Đúng rồi, không thể bỏ qua được cái này. Wow. Vậy là bạn Lan rất thích đèn lồng nên là mua rất là nhiều đèn lồng đúng không? Nhưng mà tớ thấy đèn lồng của tớ đẹp hơn. Tớ nghĩ của tớ đẹp hơn. Nào, thôi các bạn. Của ai cũng là đẹp hết. Còn các bạn thì các bạn thấy món đồ của ai là đẹp nhất? Hãy comment bên dưới để cho các anh chị trong đội BBTV được biết nha. Các bạn hãy like này, share này và subscribe kênh BBTV để đón xem nhiều video hay và hấp dẫn hơn nhá. Còn bây giờ, Team BB xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.